Năm 2018 khép lại với nhiều kết quả nổi bật về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế. Chỉ tính riêng lĩnh vực xuất nhập khẩu, quy mô xuất khẩu tiếp tục tăng và thị trường ngày càng được mở rộng. Đáng chú ý, xuất siêu đạt mức cao nhất từ trước đến nay đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát cũng như cải thiện cán cân thanh toán. Bộ Công Thương cho biết xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2018 đã lên con số 482,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,64% so với năm 2017. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 244,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8% so với năm 2017. Đáng chú ý, quy mô xuất khẩu tăng mạnh, trong đó có 29 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, 8 mặt hàng đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ và 5 mặt hàng trên 10 tỷ đô la Mỹ. Cùng với sự tăng trưởng về kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân thương mại năm 2018 đã duy trì mức thặng dư cao nhất từ trước đến nay, đạt 7,2 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp xuất siêu. Với những kết quả đạt được trong năm 2018 cùng với nhiều dự báo đưa ra thị trường, Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2019 ước đạt khoảng 265 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 8-10% so với năm 2018. Nhập khẩu khoảng 268 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với năm 2018. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%.